Hiện tại thì game này nó chưa public global đâu anh em, có nghĩa là Việt Nam mình chưa tải được ứng dụng này đâu. Chúng ta muốn cài đặt được ứng dụng này á, anh em phải fetch IP qua nước khác, hoặc là sử dụng cách khác, đó là tải file APK này, hoặc là anh em sử dụng các ứng dụng của nước ngoài như là ứng dụng TapTap. Nếu như bạn sử dụng Android giống như mình á, thì anh em có thể sử dụng cái ứng dụng VPN này. Mình có chia sẻ cái cách fetch IP ở trên Android á, anh em có thể xem ở dưới phần mô tả video ha. Ứng dụng fetch IP này chúng ta xài hoàn toàn là miễn phí luôn. Anh em để nguyên và bấm cái chữ là connect. Ở đây thì mình đã connect và kết nối với IP bên Mỹ. Sau đó anh em sẽ vô cửa hàng Google Play và tìm tên game. Ở đây là do mình đã fetch IP trước đó rồi á, và mình đã cài đặt rồi thì nó sẽ hiển thị luôn. Còn trong cái trường hợp mà anh em tìm vẫn không được thì có một cách để load lại cái CS Play của anh em, đó là anh em sẽ chuyển nó qua một cái Gmail khác. Ở đây thì mình có khá là nhiều Gmail ha. Anh em chọn cái Gmail nào mà anh em ít khi dùng ở trên CS Play thì anh em chuyển qua, thì nó sẽ load lại cái cửa hàng cho anh em và anh em tìm cái tên ứng dụng là được. Sau này các phiên bản mới nó yêu cầu anh em cập nhật game á, thì anh em cũng phải fetch IP mới cập nhật được. Trong cái trường hợp mà anh em chỉ có một cái tài khoản Gmail thôi thì anh em giữ cái cửa hàng CS Play này, thông tin ứng dụng này, anh em bấm buộc đóng này, bấm xóa dữ liệu này, đó, để nó load lại cái CS Play cho anh em. Sau đó thì anh em chỉ cần là vô lại cái CS Play và tải ứng dụng game thôi. Nếu như anh em nào mà từng chơi con game The Walking Dead All Star mình review trên kênh nhá, thì với tựa game này chúng ta chơi tương tự luôn. Có khác là nhân vật nó khác thôi, chiêu nó khác, kỹ năng nó khác, rồi tộc hệ nó khác thôi. Còn cái cách chơi nó cũng tương tự anh em, nó chả khác cái gì cả. Tất cả tính năng hay là gì đó thì nó cũng chỉ đổi tên thôi. Thế nên anh em nào từng chơi game The Walking Dead All Star qua con game này dễ tiếp cận lắm. Còn nếu như bạn là người mới thì mình cũng sẽ review sơ qua về cái tựa game này. Đây là một tựa game dạng thể loại chiến thuật AFK, có nghĩa là khi mà anh em chơi á thì chúng ta có thể làm nhiệm vụ này, còn khi mà không chơi chúng ta sẽ kiếm được tài nguyên, đó, nó sẽ tự động đi kiếm tài nguyên cho anh em. Và nếu như bạn là người mới thì anh em cần phải biết một điều, đó là xây dựng cái đội hình của anh em. Đầu game á thì chúng ta sẽ gacha, cứ gacha đi, nó ra cái gì anh em chơi cái đó ở trong cái phần là hiệu triệu này đó. Và trước khi gacha anh em nên thêm một cái danh sách, đó, danh sách giống như mình. Thì mình sẽ chơi cái tộc đó là hộ vệ, mình sẽ thêm 5 cái con hộ vệ này. Anh em có thể chơi theo đội hình của mình hoặc là tham khảo của người chơi khác tùy anh em. Cá nhân mình thì thấy cái đội hộ vệ này nó giống cái đội trung lập ở bên The Walking Dead All Star, thế nên mình sẽ chơi 5 con tướng như thế này ở đầu game. Sau này nó có thay đổi gì thì mình sẽ update sau. Chúng ta thêm trong cái mục này để nó có tỷ lệ ra cao hơn khi mà anh em gacha. Chúng ta có thể gacha thường này, gacha mục điểm bạn bè này, hoặc là có cái sự kiện gacha 2.500 lần miễn phí này, thì mỗi ngày ở đây như anh em sẽ được gacha khoảng 50 lần. Thế khi hết sự kiện thì thôi. Thì đây là một trong những cách mà anh em có thể kiếm được các con tướng ở trong cái đội hình mà anh em mong muốn một cách nhanh nhất ha. Bên cạnh đó thì còn có cái mục nhập code anh em cần phải biết. Đây, ở trong cái mục là tài khoản này, chúng ta bấm vào đổi coupon. Thì các cái mã code này á, mình sẽ để dưới phần mô tả video nhé. Mình sẽ thường xuyên cập nhật cho anh em các mã coupon của tựa game này và cái thời gian sử dụng mã coupon, tránh cái tình trạng mà anh em nhập các cái mã cũ nó hết hạn ha. Đầu tiên anh em ra con gì chơi con đó cho mình, những cái con sử thi màu tím tím như thế này ha. Lấy một con mình đang có là Mickey mình làm ví dụ cho anh em. Chúng ta bấm vào một kỹ năng này, anh em xem kỹ năng của nó, xem nó là hệ gì. Đây là một con tướng tăng, nó có kỹ năng lao vào đối phương này, rồi có kỹ năng bút máu giấy này, rồi có kỹ năng làm choáng này. Đây là một trong những con tướng tăng mà mình thấy ngon nhất ở thời điểm hiện tại luôn. Nếu như anh em có thì nên chơi con này, Mickey ha. Và nó là bên team hộ vệ, tộc hệ của nó là hộ vệ. Đây, mình sẽ chọn hộ vệ. Và khi mà anh em chưa biết build đội hình thì chúng ta có một con như thế này rồi đúng không? Anh em bỏ hết tất cả con hộ vệ vô đội hình luôn để nó kích dòng, được chưa? Đây, mình sẽ đánh một trận này, trận đấu này. Đó, khi mà anh em chơi á, một cái đội hình của anh em có những cái con hộ vệ giống như thế này, nó cùng một tộc hệ nhá, thì nó sẽ kích dòng ở phía trên này, được chưa? Nếu như anh em chỉ có 4 con hộ vệ thôi thì anh em bỏ vô một con là sao mai, nó sẽ được tính như là một thế lực khác ngoại trừ ám huyết. Ở đây mình bỏ thêm một con sao mai thì nó kích cho mình như là 5 con hộ vệ đó anh em, để nó kích thêm ATK cộng 25%, HP cộng 25%, đó, đơn giản vậy thôi. Cứ chơi dần dần anh em sẽ có kinh nghiệm. Còn khi mà chiến đấu á, ở góc trái chúng ta sẽ có chữ A là auto, nó sẽ tự động sử dụng kỹ năng. Chúng ta chỉ cần xếp xây dựng cái đội hình là con nào đứng trước, con nào đứng sau thôi. Ở đây thì anh em có thể là bật cái hiển thị kỹ năng tối thượng ở phía trên này, đó, để xem hiển thị tên kỹ năng ra. Còn nếu như không muốn thì anh em có thể tắt nó đi, nếu như là thấy nó phiền phức quá ha. Cá nhân mình thấy thì vài lần đầu đẹp thôi,
nhưng mà càng nhìn nhiều thì nó càng chán anh em. Đó, hiển thị kỹ năng ra này anh em. Đó, nếu như muốn tắt nó đi. Đây, tắt nó đi. Được chưa? Sau này chúng ta lên map cao như là 1940 này, lên chương 20 á, thì anh em sẽ mở tự động X4, tốc độ chơi của anh em nó sẽ nhanh hơn. Rất là giống với bên The Walking Dead All Star đúng không nào? Còn cái việc earn á, ở thời điểm hiện tại thì chưa thấy game nói gì hết. Mình sẽ cập nhật cho anh em sau. Nếu như được thì ở video sau thì mình sẽ nói đến cái việc mà kiếm tiền cũng như là rút tiền. Còn trong video này thì chúng ta chỉ là trải nghiệm trước thôi. Hiện tại thì nó cũng chưa cho phép Việt Nam chúng ta tải, chúng ta đang chơi chui. Và ở đây mình cũng sẽ tạo một cái bang hội để cho những anh em khác vô luôn. Mình sẽ tạo một cái bang hội là Việt Nam Glory. Rồi mình bấm tạo này. Nếu như anh em nào mới chơi con game này mà chưa có bang hội thì có thể tham gia vô ha.